được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Bình Quốc. Dù chỉ mới ra mắt vào năm 2020, dự án Bình Quốc Plaza đã được xem là điểm sáng trên thị trường bất động sản Bình Dương, góp phần giải quyết vấn đề nhà ở ngày càng gia tăng tại Bình Dương. Tọa lạc tại mặt tiền đường Mỹ Phước Tân Vạn, sát ngã ba Đại Đăng, thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bình Quốc Plaza với tổng diện tích 3 hectare, dễ dàng kết nối với các tuyến đường lớn như đường Điện Biên Phủ, đường Huỳnh Văn Lũy, đường Phạm Ngọc Thạch, đường DT742. Với vị trí đắc địa, các cư dân tại Bình Quốc Plaza có lợi thế thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc gần nhất. Bên cạnh đó, Bình Quốc Plaza nằm giữa trung tâm thành phố mới Bình Dương và trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Vì vậy, cư dân nơi đây còn được thừa hưởng toàn bộ các tiện ích đẳng cấp của hai khu vực trung tâm này. Bình Quốc Plaza là một cái dự án tâm huyết của chủ đầu tư với mong muốn mang đến một môi trường sống văn minh hiện đại cho mọi người dân khi về đây sinh sống. Có diện tích đa dạng từ 62 đến 100 mét vuông, các căn hộ tại Bình Quốc Plaza thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách hàng, không chỉ bởi mức giá hợp lý mà còn nhờ thiết kế tối ưu không gian, tận dụng ánh sáng đều có thể đón gió mát lành và nắng sớm tinh khôi, khiến ngôi nhà luôn tràn đầy sinh khí, nội thất hiện đại. Điều đặc biệt là 100% căn hộ đều có ban công và loggia. Các cư dân tại Bình Quốc Plaza sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích hấp dẫn như nhà hàng, trung tâm thương mại, khu vực tập gym, khu vực spa, hồ bơi tràn bờ, công viên cây xanh, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em. Chính vì những ưu điểm nổi bật như thế, chắc chắn dự án Bình Quốc Plaza sẽ là mái ấm bền vững cho các gia đình